Lãnh đạo bị ám sát là người đề xuất sự tham gia chính trị của Hamas và theo đuổi sự hòa giải Palestine trong nước. Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas, đã bị sát hại tại Tehran vào sáng sớm ngày 31 tháng 7. Một cuộc đình công toàn diện đã nổ ra ở bờ Tây bị chiếm đóng và đông Jerusalem, trong khi tin tức về cái chết của Haniyeh gây ra nỗi đau khổ lan rộng ở giải Gaza và thời điểm hy vọng về một lệnh ngừng bắn đang cao. Dù chưa chính thức nhận trách nhiệm, nhiều người cho rằng Israel là kẻ chịu trách nhiệm cho vụ này. Đối với nhiều người Palestine, vụ ám sát Haniyeh dập tắt mọi khả năng kết thúc chiến tranh với Israel trong ngắn hạn và nhấn mạnh sự coi thường của Israel đối với các nỗ lực chính trị và ngoại giao để giải quyết thảm họa kéo dài nhiều tháng. Mặc dù sự ủng hộ cho các phe phái chính trị, bao gồm Hamas, khác nhau giữa người Palestine, nhưng có một ấn tượng mạnh mẽ rằng Haniyeh sẽ được nhớ đến như người bảo vệ chân chính quyền sống và phẩm giá của người dân Palestine. Haniyeh là một con người của mảnh đất này và sự nghiệp chính trị của ông đã chiến đấu chống lại sự bất công của Israel đối với người dân của mình. Một giáo viên Palestine 27 tuổi tên là Iman Hazaz và là mẹ của hai đứa con từ thành phố Gaza nói. Hazaz nói thêm: "Cô và gia đình tự hào đã ủng hộ người lãnh đạo khiêm tốn nhưng kiên quyết người mong muốn giải phóng hoàn toàn cho tất cả Palestine, đang chịu đựng sự chiếm đóng hàng thập kỷ của Israel. Một nhà hoạt động và nhà báo 30 tuổi từ trại tị nạn Nusirat, Ahmed Sheikh Ali, cho rằng Haniye đã vượt lên từ dân chúng và chỉ phục vụ thành phố, quê hương và mảnh đất của mình. Việc nhà lãnh đạo chính trị bị sát hại ở nước ngoài không làm giảm đi thực tế rằng ông đã kết nối cuộc đấu tranh với người dân Palestine và Gaza chia sẻ cội nguồn thống khổ của sự lưu vong và theo đuổi công lý trên khắp thế giới. Ông và đồng đội của mình đã chiến đấu vì chúng tôi trên vũ đài chính trị bên ngoài Palestine, trong khi các chiến binh quân sự của họ giữ vững thông điệp tương tự thông qua cuộc kháng chiến vũ trang chống lại kẻ thù ở Gaza. Buba Abu Spana, một cư dân 43 tuổi của Rafa, hiện đang phải tản cư tại Den Adbala, cho biết việc nhắm vào Hanieh làm phức tạp tương lai của người Palestine ở Gaza vì ông dẫn đầu các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn. Mặc dù một số người có thể không đồng ý rằng nỗ lực chính trị của phe Hamas của ông không hiệu quả, họ vẫn tin rằng ông là một trong những biểu tượng trung thành hiếm hoi của các nhà lãnh đạo Palestine trong chiều dài lịch sử dân tộc. Lớn lên ở trại tị nạn Ansati ở thành phố Gaza, Hania đã tiếp xúc từ khi còn nhỏ với các thách thức chính trị và xã hội của cuộc sống dưới sự chiếm đóng. Theo những người gần gũi với ông cho biết, gia đình của ông có gốc ở làng Anjura gần thành phố Askelon của Israel ngày nay, trước khi họ bị trục xuất bởi các lực lượng phục quốc do Thái trong sự kiện Nakba. Cuối năm 1987, trong một giai đoạn hoạt động chính trị sôi nổi ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và khởi đầu của cuộc cách mạng Intifada lần đầu tiên, Hanye khi đó 24 tuổi đã tham gia vào phong trào kháng chiến Hồi giáo ngay từ đầu sự tham gia của ông nhanh chóng, sâu sắc hơn và vào năm 1992, Israel đã trục xuất Haniyeh tới Maji al ở phía nam Liban cùng các nhà lãnh đạo Hamas khác. Sự kiện này đã củng cố vị trí của ông như một nhân vật chủ chốt trong phong trào. Haniyeh là người đề xuất sớm việc Hamas tham gia vào vũ đài chính trị Palestine, song song với các hoạt động vũ trang của cánh quân sự Al-Qassam. Điều đã dẫn đến việc Israel và các chính phủ phương Tây xếp nhóm này là một tổ chức khủng bố. Ông đã giúp xây dựng cục chính trị của Hamas và khuyến khích tham gia vào các cuộc, cuộc bầu cử cho chính quyền Palestine và các cơ quan địa phương khác. Sau chiến thắng của Hamas trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2006, Hania trở thành thủ tướng của chính phủ đoàn kết Palestine cùng với Mahmoud Abbas được bầu làm tổng thống. Chức vụ này đưa ông lên vị trí hàng đầu trong nền chính trị Palestine, nhưng cũng rơi vào xung đột với phong trào Fatah vốn đến khi đó đã chiếm ưu thế trong chính quyền Palestine và tổ chức giải phóng Palestine PLO. Năm sau, sau nhiều tháng cãi vã giữa các phe phái và các biện pháp trừng phạt quốc tế chống lại sự hiện diện của Hamas trong chính phủ, Hamas và Fatah đã chia rẽ và phe trước chiếm quyền kiểm soát Gaza. Một cuộc bạo loạn khiến 161 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Theo năm tháng, sự chia rẽ này và các biến chứng của nó càng sâu sắc hơn một quan chức hamas ở bờ tây người yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh nói với nguồn tin ông cho biết thêm hane được biết đến bên trong phong trào là một người ủng hộ kiên định cho các nỗ lực hòa giải và đoàn kết dân tộc với fatah ông luôn khẳng định phải có sự hòa hợp giữa tất cả các phe phái palestine và không chỉ với fatah hane cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ của hamas với các cường quốc khu vực như qatar thổ nhĩ kỳ và iran các nỗ lực ngoại giao của ông nhằm thu hút sự ủng hộ cho palestine củng cố vai trò và vị thế của hamas trong khu vực vị quan chức hamas giải thích và lưu ý rằng trong những tháng gần đây haneer được biết đến với sự tham gia trực tiếp và linh hoạt hướng tới việc đạt được một lệnh ngừng bắn với israel một chính trị gia độc lập của palestine từ gaza jamal jacquo người đã lớn lên cùng haneer đã viết một bài tri ân lãnh đạo hamas trên facebook ông mô tả Hanye là đứa con của trại tị nạn Ansati, một người bạn thời thơ ấu, một người yêu nước. Trước khi tài khoản của ông bị vô hiệu hóa, điều này phù hợp với báo cáo rằng Meta, tức là Facebook, đã xóa các bài đăng và đóng tài khoản được cho là ca ngợi Hanye. Chúng tôi sống cách nhau vài mét, trại tị nạn là gia đình lớn của chúng tôi. Ismail thực sự là người khiêm tốn ngay từ những năm đầu đời. Jacua chia sẻ với nguồn tin khi còn là sinh viên tại Đại học hồi giáo Gaza vào năm 1983, Haniye đã dẫn đầu một cuộc biểu tình ủng hộ chủ tịch PLO Yasser Arafat, trong khi người này bị quân đội Syria và các phe phái thân Syria bao vây ở Liban. Đây là một dấu hiệu sớm về sự quan tâm và cam kết của Haniye đối với phong trào quốc gia Palestine khi ông gia nhập Hamas. Cách tiếp cận chính trị của Haniye là bản địa hóa đảng biến nó từ một chi nhánh của anh em Hồi giáo thành một phe phái của Palestine. Sau khi ký kết Hiệp định Oslo năm 1993, Arafat đã yêu cầu Jaguar thiết lập một cuộc gặp với Haniye để đánh giá lập trường của Hamas đối với chính quyền Palestine mới thành lập và sự khuyến khích phong trào Hồi giáo không thách thức nó. Tôi ngạc nhiên trước sự linh hoạt của Ismail, điều này đã làm ấm lòng Arafat, Jaguar chia sẻ. Ông cũng lưu ý rằng Hani là một trong số ít lãnh đạo Hamas đã cố gắng tham gia vào cuộc bầu cử lập pháp năm 1996, mặc dù phong trào Hamas khi đó đã tẩy chay cuộc bầu cử. Hani đã đóng băng tư cách thành viên Hamas của mình và chuẩn bị khởi động một nhóm chính trị mới được gọi là Đảng Cứu rỗi, nhưng áp lực nội bộ đã khiến ông phải lùi bước. Động thái này được hiểu là một chiến thuật chính trị chứ không phải là một cuộc nổi loạn hay chia rẽ trong phong trào Hamas. Khi Sheikh Ahmad Yassin, người thành lập Hamas được thả từ nhà tù Israel vào năm 1997, Hania trở lại vai trò trước đó là người tin cậy hàng đầu và làm trưởng văn phòng của ông tại Gaza trong nhiều năm. Năm 2017, Hania được bầu làm người đứng đầu cục chính trị của Hamas, kế nhiệm Khaled Masan. Hania đã phục vụ trong vai trò này khi còn lưu vong từ Doha ở Qatar. Chúng tôi gặp lại nhau vào năm 2013 trong cùng ngôi nhà mà ông ấy lớn lên ở Ansati. Ngôi nhà duy nhất ông có ở Palestine cho đến khi nó bị phá hủy trong cuộc chiến này. Khi đó, ông rất quan tâm đến tác động của phong tỏa đang áp đặt lên Gaza và nhu cầu đạt được một thỏa thuận đoàn kết quốc gia nghiêm túc. Dù sống lưu vong, Haniyeh tiếp tục bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc tấn công của Israel ở Gaza cả về cá nhân lẫn chính trị. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, khoảng một tá thành viên gia đình của ông, bao gồm ba con trai, cháu nội và em gái của ông đã bị sát hại trong các cuộc tấn công của Israel và nơi cư trú của họ tại trại tị nạn Ansati. Vào tháng 5 năm 2024, trưởng công tố viên của Tòa án hình sự quốc tế Karim Khan thông báo ông đang tìm kiếm lệnh bắt giữ Hanye cùng với lãnh đạo Sinwan và chỉ huy quân sự Mohamed Deif của Gaza với nghi ngờ về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người và sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10. Khan cũng nêu tên thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant là những nghi phạm vì các tội ác bị nghi ngờ trong cuộc tấn công quân sự vào Gaza. Một trong những tuyên bố cuối cùng trước khi bị ám sát tại Tehran, Hani kêu gọi ngày 3 tháng 8 là một ngày đoàn kết toàn cầu để hỗ trợ người dân Gaza và các tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel. Sau khi ông qua đời, Tổng thống Abbas người đã lên án vụ sát hại là một hành động hèn nhát và một diễn biến nguy hiểm đã tuyên bố quốc tang và treo cờ rủ. Jacu tiếc nối, lần cuối tôi gặp Hanye là vào tháng 3 năm ngoái ở Doha, nơi ông bày tỏ với tôi sự quan tâm của ông về việc đạt được một lệnh ngừng bắn cũng như một thỏa thuận hòa giải quốc gia. Hanye là một mẫu số chung, đặc biệt là từ cuộc chiến năm 2014. Tôi tin rằng việc nhắm vào ông giống như Sheikh Ayasin và Arwin một chỉ huy cao cấp của Hamas bị giết ở Liban vào tháng 1 năm 2024, làm suy yếu ý chí đoàn kết của Palestine. Tổng thư ký Đảng Nhân dân Palestine theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa Basam Sa'i cho biết vụ ám sát Haniyeh đại diện cho phản ứng của Israel với các cuộc đàm phán ngừng bắn. Đây là một thông điệp rằng Israel không muốn thấy một thỏa thuận diễn ra. Ông lập luận nhấn mạnh các phẩm chất cá nhân của Haniyeh là một nhà đàm phán thực dụng và linh hoạt có nghĩa là Netanyahu không có hứng thú với việc đạt được một giải pháp đồng thuận chung ở Bắc Kinh nơi 14 phe phái chính trị Palestine bao gồm cả Hamas và Fatah đã ký tuyên bố đoàn kết vào ngày 23 tháng 7 năm 2024 chắc chắn là một điểm quan trọng cho phép sự đoàn kết hình thành mạnh mẽ hơn lần này vào thời điểm người Palestine đang đối mặt với tình huống nghiêm trọng do đó Sunny nhấn mạnh các bên phải chuyển đổi thỏa thuận Bắc Kinh thành một khuôn khổ chính trị rộng lớn hơn với một hệ thống chính trị được xây dựng lại dựa trên sự đoàn kết dân tộc để theo đuổi độc lập vượt ra ngoài giới hạn của Hiệp định Oslo và chính quyền Palestine và cũng là tầm nhìn mà Hania đã đồng ý. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.